Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tà Bóng Đá. Ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại La Liga giữa Barcelona với Atletico Madrid. Sự sa sút trong cách chơi của hai câu lạc bộ này đang khiến cho trận đấu trở nên rất cam go và khốc liệt. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Tà Bóng Đá phân tích thật kỹ trong video ngày hôm nay. Anh em hãy cùng bàn luận với chúng tôi ở dưới phần comment nhé. Sau kèo bóng đá Barcelona gặp Atletico Madrid, thời gian diễn ra là 22:15 ngày 6 tháng 2 năm 2022 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Sau kèo trận đấu Barcelona gặp Atletico Madrid, phong độ của Barcelona nằm trận gần nhất. Dù phong độ gần đây của Barcelona là không tệ, nhưng họ vẫn chưa chen chân vào top 4. Cụ thể, họ đang xếp thứ 5 với 35 điểm sau 9 thắng, 8 hòa và 4 thua, cách nhóm dự Champions League 1 điểm. Đội chủ sân Nou Camp đã bất bại 6 lượt trận gần đây, nhưng họ chỉ có được 3 chiến thắng, và đó đều là những trận thắng sát nút trước đối thủ không đánh giá quá cao như Enche hay Mallorca, và gần nhất là trước Alavet. Ngoài ra, Barcelona đã dừng bước ở bán kết siêu cúp và bị loại ở cúp nhà vua Tây Ban Nha. Phong độ của Atletico Madrid nằm trận gần nhất. Cũng giống như đối thủ ở trong trận đấu này, Atletico Madrid đã thua Athletic Bilbao ở trận bán kết siêu cúp, sau đó thua 0-2 trước Real Sociedad ở vòng 1/8 cúp nhà vua. Tại La Liga, nhà đương kim vô địch đang nằm trong top 4 với 36 điểm sau 10 trận thắng, 6 trận hòa và 5 trận thua, kém đội dẫn đầu Real Madrid tới 14 điểm và chỉ đá ít hơn 1 trận. Phong độ gần đây của thầy trò Ruben Simeone tại La Liga là không tệ khi họ bất bại 3 lượt trận gần nhất với 2 thắng 1 hòa, trong đó từng thắng 2-0 trước Rayo Vallecano và gần nhất là vượt qua Valencia. Sau kèo tài xỉu Barcelona gặp Atletico Madrid, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 của trận đấu là 1 hòa, còn mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2,5. Dù hàng công đang thi đấu hiệu quả khi đều nổ súng cả 10 trận gần nhất trên mọi mặt trận, trong đó có trận hòa 2-2 tại bán kết siêu cúp trước Real Madrid, nhưng hàng thủ Barcelona đang thi đấu khá bất ổn, bằng chứng là chỉ có 2 trên 13 trận gần nhất họ giữ sạch lưới, trong đó chỉ nhận 3 bàn thua ở trận thua 2-3 trước Athletic Bilbao ở vòng 1/8 cúp nhà vua cách đây chưa lâu. Vì vậy theo chúng tôi, chọn tài ở trận này là quyết định sáng suốt. Sau kèo nhà cái châu Á, ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là Barcelona trước đối thủ không phải làm trái. Với phong độ sân nhà kém thuyết phục, Barcelona đã thua kèo tới 7 trên 8 trận gần nhất trong mọi trận, trong đó từng bị Alavés cầm chân và thua Real Betis. Bên kia trên tuyến, Atletico Madrid đã cho thấy sự hiệu quả tại sân chơi La Liga khi 3 lượt trận gần đây họ bất bại với 2 thắng 1 hòa, trong đó trận hòa duy nhất là trên sân của Villarreal. Vì vậy theo chúng tôi, niềm tin dành cho cửa nhà đương kim vô địch là hoàn toàn có cơ sở. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đấu dành cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được những lựa chọn mạnh chiến thắng. Hãy để lại ý kiến dưới comment và cùng bàn luận với chúng tôi nhé. Dự đoán tỷ số trận đấu, Barcelona thua 1-2 Atletico Madrid. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và sôi động nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.